Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với lớp học Tarot cùng Tiến Trần. Hôm nay chúng ta đến với ngày thứ 18. Cái chủ đề của ngày thứ 18 hôm nay của chúng ta là diễn giải câu chuyện trong Tarot. Khi mà các bạn rút một lá bài trong Tarot để các bạn xem về một sự vật, một sự việc á, thì đôi lúc đối với các bạn mới bắt đầu á, thì sẽ cảm thấy rất là khó khăn. Tại vì sao ạ? Tại vì khi chúng ta, ví dụ tôi đã thấy rất là nhiều bạn mới á, là khi mà trải bài về tình cảm á, mà rút ra được lá gậy hoặc là lá tiền, các bạn không biết giải, đúng không ạ? Rất là khó hiểu. Tại vì các bạn thường hiểu là cái lá gậy là lửa, là về công việc, là về hành động. Còn lá tiền là về thực dụng, về thực tế, về những câu chuyện liên quan bên ngoài. Nếu mà hỏi về kinh doanh mà các bạn rút ra những bộ gậy, bộ tiền thì các bạn trả lời rất là suôn sẻ, rất là tốt. Nhưng nếu mà rút ra về tình cảm và rút ra gậy và tiền thì các bạn không biết trả lời sao hết. Thì cái đó là một những cái lý do mà nó có cái buổi học ngày hôm nay của chúng ta. Đó chính là cảm nhận, diễn đạt cái câu chuyện trong Tarot để mở rộng cái nghĩa hơn. Ok, và lưu ý tất cả những kiến thức chúng ta sử dụng trong ngày hôm nay á, nó đều từ là những cái kiến thức nền tảng cơ bản, và các bạn nhận định, các bạn suy diễn ra thành một câu chuyện của cá nhân từng lá bài do các bạn nghĩ tới và nghĩ ra. Các bạn lưu ý vấn đề cho mình ha. Có nghĩa là ở đây thì mình yêu cầu phải có một nền tảng kiến thức cơ bản trước về các cái từ khóa, về thần số học, về biểu tượng học, về màu sắc, tất cả mọi thứ. Những cái đó thì mình đã chia sẻ với các bạn trong những cái ngày hôm trước rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ tổng hợp toàn bộ mọi thứ ý nghĩa lại để chúng ta xem xét về vấn đề là một ý nghĩa, cái hình ảnh trong Tarot diễn giải thành một câu chuyện thì như thế nào. Tại vì như các bạn biết á, là mỗi hình ảnh trong Tarot á, bạn nhìn nó là hình ảnh tĩnh, nhưng mà nó không hẳn là tĩnh nha các bạn. Nó sẽ trở thành một câu chuyện nếu các bạn hiểu đúng, các bạn hiểu đúng nghĩa của nó, bạn diễn giải được nó, thì nó sẽ mở ra cho các bạn rất là nhiều những cái nghĩa mở rộng, để giúp cho các bạn trong quá trình giải bài các bạn sẽ cảm thấy nó thoải mái hơn, nó tốt hơn rất là nhiều. Bản thân mình hiện tại bây giờ trong một số trường hợp nhất định, bản thân mình không có cách để nói về một câu chuyện nào đó, mình không có cách để mình cảm thấy lúc khi mình giải bài á, mà mình cảm thấy mình mắc kẹt á, thì mình cũng sử dụng cách này, đó chính là làm mọi thứ để làm sao để mà diễn giải được cho nó tốt nhất có thể. Thì mình nhìn vào trong những lá bài mà mình kể một số cái câu chuyện, thì tự nhiên lúc đó cái đầu chúng ta được khai sáng các bạn. Chúng ta sẽ có thêm một cái hướng giải bài mới, chúng ta sẽ có thêm những cái cách để hướng dẫn mới cho khách hàng của chúng ta, làm cho khách hàng chúng ta cảm thấy thoải mái, là cho khách hàng của chúng ta cảm thấy là dễ hiểu câu chuyện của khách hàng chúng ta hơn. Ok, vậy thì cái chuyện đầu tiên chúng ta nhìn vào lá bài, thì cái chuyện đầu tiên để chúng ta làm được cái vấn đề diễn giải thì nó sẽ có một số bước nhất định. Cái bước đầu tiên là ta phải nhìn vào cái hoàn cảnh của lá bài, cái là phải nhìn vào cái tổng quát lá bài đó, xem trong lá bài nó có cái gì và những cái hình ảnh nó như thế nào. Vấn đề thứ hai nữa là phải nhìn vào trong cái hành động, cái là những cái diễn tải những cái hành động trong lá bài. Chẳng hạn như là trong lá bài đó có ai, cái người đó đang làm cái gì, những cái hành động đó tương tác với cái gì. Cái hành động tích cực hay là tiêu cực thì phải suy nghĩ trong đầu là tại sao nó tích cực, tại sao nó tiêu cực đó, và những hành động tích cực tiêu cực đó nó dẫn tới được vấn đề gì. Đó là gọi là cái sự biến động, sự hành động trong cái hình ảnh của lá bài. Và cuối cùng là cái kết thúc, cái kết thúc này á, là các bạn phải chịu khó suy nghĩ, chịu khó tưởng tượng ra theo ý của các bạn. Tại vì cái phần này á, nó là một trong những cái phần bài ngày hôm nay á, nó vừa là cái phần các bạn có thể chuẩn bị trước, nhưng mà nó cũng vừa là một cái phần mà các bạn có thể dùng cái trực giác trong ngay trực tiếp trong lúc xem bài để các bạn cảm nhận luôn. Cho nên nó chia làm hai phần á, là như vậy. Các bạn những cái mà các bạn tưởng tượng trước á, các bạn có thể ghi chép lại, các bạn có thể diễn giải lại sẵn, và nó sẽ trở thành một cái nguồn kiến thức, một cái nguồn tra cứu của các bạn. Nhưng mà trong lúc trải bài á, cảm xúc nè, câu chuyện nè, tính logic của câu chuyện, tất cả mọi thứ nó đang xen, thì các bạn lại tiếp tục đưa ra được những cái ý kiến, đưa ra được những nhận định mới về cái hình ảnh trong lá bài nó như thế nào. Hình ảnh mới, những nhận định mới, những cái ý kiến mới cho cái phần gọi là diễn giải hình ảnh trong lá bài nó như thế nào. Thì cái phần đó thì trong lúc giải bài các bạn có thể feel luôn, không cần nhất thiết là các bạn phải chuẩn bị trước quá nhiều đâu các bạn. Nhưng mà các bạn bắt buộc muốn hiểu được vấn đề, muốn feel được vấn đề thì bắt buộc phải có nền tảng kiến thức cơ bản. Rồi, và cái kết thúc, lặp lại một nữa là cái kết thúc á, là các bạn có thể tưởng tượng ra cái kết thúc nó như thế nào, nó dẫn tới sự việc như thế nào, tiếp theo mọi thứ như thế nào, nó tốt đẹp hay không, và đưa ra được những cái lời khuyên từ kết thúc đó. Thì bạn đưa ra được những cái lời khuyên, những cái bài học từ trong cái câu chuyện đó. Ok, rồi hôm nay chúng ta sẽ lấy ví dụ một lá bài. Ở đây thì mình sẽ chọn lá gì nhỉ, chọn lá ba gậy đi hả, ba gậy đi. Nãy mình nói bộ gậy nói về tình cảm mà không biết giải, mình sẽ chọn lá ba gậy đi các bạn. Ok, đầu tiên mình sẽ
Nếu lá ba gậy này á mà các bạn hỏi về công việc, hỏi về công việc nè, hỏi về những cái vấn đề về kế hoạch này kia, thì các bạn sẽ biết, các bạn sẽ nhìn thấy lá ba gậy này với cái nghĩa từ khóa của nó là kinh doanh, hoạt động kinh doanh nè, tầm nhìn xa nè, mở rộng nè, sự phát triển nè, hướng tới tương lai, cái kiểu nói về kinh doanh, nói về buôn bán làm ăn, các bạn cực kỳ là dễ diễn đạt cái lá này luôn, tại vì hầu như là toàn bộ những cái nghĩa của nó là nó focus, nó tập trung vào trong hẳn trong một cái phần về kinh doanh luôn. Vậy thì nếu trong tình cảm thì sao? Ok, sử dụng cái biện pháp miêu tả hình ảnh ha, diễn đạt hình ảnh trong lá bài ha. Rồi ok, cái hình ảnh này chúng ta thấy đầu tiên là cái hoàn cảnh của lá bài này, cái là trong lá bài này có cái gì chúng ta thấy, mà trong lá bài này có một người đàn ông ba chiếc gậy, người đàn ông ba chiếc gậy, phía trước của anh ta là một vùng nước và phía xa là những cái ngọn núi đó, phía xa là một dãy ngọn núi. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ miêu tả. Đầu tiên số 1, tại vì cái nghĩa của lá bài này là về kinh doanh, vì người đàn ông này có thể là dân buôn, đúng không ạ? Chúng ta nghĩ ok, người này là một người làm ăn buôn bán, cái thứ nhất là vậy. Đề thứ hai, chúng ta có về vấn đề là xung quanh anh ta có ba chiếc gậy, thì trong cái lá này là ba gậy, thì trong cái thần số học số 3 là số phá vỡ cái sự ổn định và hướng tới sự phát triển, và đang trong quá trình thực hiện những mong đợi, thực hiện những kế hoạch hiện thực hóa những mong đợi đó. Thì cái số 3 đó là cái con số như vậy, chúng ta áp dụng vô, ok, đây là một người, người ta làm ăn buôn bán, người ta đang muốn phát triển, người ta đang muốn định hướng cái công việc sắp tới của ta như thế nào. Rồi tiếp theo chúng ta thấy mà anh này đang quay lưng về lại về phía mình và nhìn ra phía trước, chúng ta thấy không, đó là một hình ảnh của một người đang hướng tới tương lai. Hình ảnh người này họ chưa làm gì cả các bạn, họ chỉ nhìn thôi, và phía xa phía trước á, chúng ta thấy là có một cái vùng nước, phía trước chúng ta có một cái vùng nước nữa, và có nghĩa là có một vùng nước. Thì hôm qua tôi có nói với các bạn là những cái nguồn nước á, nó chính là những cái cảm xúc, những cái vấn đề về câu chuyện về suy nghĩ, những cái vấn đề về câu chuyện về tâm lý được định hướng. Cái là bản thân cái người này, bản thân họ đang dùng cái tâm lý, dùng cái suy nghĩ, dùng cái sự sáng tạo của dòng nước đó để họ định hướng cái hướng đi của họ sắp tới như thế nào. Và phần phía sau nữa là những cái ngọn núi. Thì hôm qua tôi có nói với các bạn rồi, cái là về biểu tượng những cái ngọn núi á, là nó có thiên hướng là những cái thử thách, nhưng mà cũng là những cái mục tiêu để đạt được. Vậy tổng hợp nghĩa của lá này là cái gì? Tổng hợp nghĩa miêu tả câu chuyện là người đàn ông trong lá bài này là một người thương gia, một người buôn bán. Anh ta đang lập kế hoạch, đang có sự chuẩn bị, định hướng cho cái sự phát triển và vấn đề về buôn bán của anh ta trong tương lai. Và anh ta biết rõ ràng một vấn đề là những cái định hướng của anh ta sẽ gặp rất là nhiều trắc trở, rất nhiều khó khăn, nhưng anh ta luôn luôn sẵn sàng để mà phát triển, để mà vượt qua những cái khó khăn đó, là đạt được cái sự thành công. Đó là miêu tả của lá này, cái thành một cái câu chuyện là như vậy các bạn. Dễ hiểu mà, quá dễ hiểu. Toàn bộ những gì mà mình nói vừa rồi á, nó chỉ là tổng hợp của tất cả những cái gì mà chúng ta học những ngày trước thôi, để miêu tả được lá bài thành một câu chuyện như vậy. Thì các bạn nghĩ xem, mà nếu mà có cái câu chuyện như vậy á, thì có phải là các bạn miêu tả vấn đề về tình cảm nó dễ không ạ? Nó sẽ miêu tả như một người, nếu mà áp cái câu chuyện đó, không phải là người buôn bán, một người đang yêu, mà trở thành một người đang yêu, để đặt vào trong vấn đề về tình cảm, thì có phải là cái người này họ biết là cái câu chuyện tình cảm sẽ khó khăn, sẽ mệt mỏi, nhưng mà họ vẫn mong muốn, họ vẫn mong đợi, họ vẫn định hướng, họ vẫn luôn định hướng cái cảm xúc của họ, định hướng cái tư duy, cái suy nghĩ của họ để hướng tới tương lai xa hơn, đi xa hơn với lại cái người đó hay không? Quá dễ dàng để trả lời câu chuyện luôn. Ok, quá dễ dàng để trả lời câu hỏi về tình cảm luôn các bạn. Có nghĩa là thường thì tình cảm sẽ hỏi lòng vòng trong một số câu thôi. Ok, người này có yêu tôi không? Người này có muốn đi xa hơn với tôi không? Câu chuyện có tương lai không? Thì đó các bạn ép, các bạn gán cái ngữ nghĩa tình cảm vô trong câu chuyện mà các bạn vừa mới tạo ra, ngay lập tức các bạn trả lời được cái câu hỏi về tình cảm thì rất đơn giản và dễ dàng nha các bạn nha. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn nói với các bạn, tất cả những gì muốn truyền đạt với các bạn ngày hôm nay. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những ngày tiếp theo.